Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, hỏa vượng, người tuổi Tỵ dễ rơi vào tình trạng nóng nảy, không nghe ai giải thích và luôn luôn lớn tiếng gắt gỏng với mọi người. Nếu cứ giữ tình trạng này, sẽ chẳng còn ai muốn kết bạn với bạn nữa đâu. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao, cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi ngày 10 tháng 4 năm 2019, tam hội báo hiệu cho người tuổi Tý một ngày làm việc hiệu quả. Chỉ cần bình tĩnh xử lý công việc và trao đổi kinh nghiệm với mọi người thì bản mệnh có thể giải quyết nhanh chóng tất cả mọi vấn đề. Hãy tin rằng kể cả những vấn đề hóc búa nhất cũng sẽ có cách giải quyết. Đừng ngại mở lòng mình và giữ thái độ niềm nở với tất cả mọi người. Có thể quý nhân tương lai của bạn đang ở ngay bên cạnh đấy. Hãy luôn tạo ấn tượng tốt nhất với mọi người xung quanh. Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến bạn tự tin hơn. Tuy nhiên, thiên quan cũng cảnh báo cho mệnh chủ rằng bạn nên tôn trọng cấp trên của mình nhiều hơn. Khi gặp vấn đề gì bất mãn, bạn nên trao đổi trực tiếp với sếp chứ không nên truyền miệng dỉ tai với những đồng nghiệp khác. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy trao đổi thẳng thắn. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, niềm nở với mọi người. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, tôn trọng cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, quan hệ tốt đẹp. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thực thần phù trợ, người tuổi Sửu chỉ cần yên tâm ngồi hưởng những phúc lộc thuộc về mình trong ngày hôm nay. Khoản tiền khá khá mà bản mệnh kiếm được qua các hoạt động kinh doanh chắc chắn đủ để bạn hưởng thụ trong một khoảng thời gian ngắn. Dù không phải là người quá thân thiện, nhưng bạn luôn đối xử ôn hòa với tất cả mọi người. Vẻ ngoài hiền lành, ít nói sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng mệnh chủ là một người đơn giản. Thế nhưng, bạn có cách đối xử khác nhau với mỗi người. Hỏa sinh thổ, quan hệ giữa bạn và người nhà cũng vô cùng hòa hợp. Bạn không ngại chia sẻ những suy nghĩ thực sự trong lòng mình với người nhà. Người nhà cũng luôn lắng nghe bạn bằng một thái độ trân trọng và nghiêm túc nhất. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, kinh doanh thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tính tình ôn hòa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, đối nhân xử thế linh hoạt. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, quan hệ tốt với người nhà. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hay tâm sự với người nhà. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Tý, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi ngày 10 tháng 4 năm 2019 cho thấy chính ấn báo hiệu người tuổi Dần sẽ có thể được tăng lương thăng chức trong ngày hôm nay. Bản mệnh cũng là một nhân viên chăm chỉ. Vì thế, cho dù hành tích hiện tại chưa thật xuất sắc thì bạn vẫn có thể rất được lòng lãnh đạo. Tuy nhiên, mệnh chủ cần phải chủ động hơn khi tiếp cận những điều mới mẻ. Cứ giữ mãi những suy nghĩ bảo thủ, lạc hậu sẽ khiến bạn không theo kịp bước phát triển của tập thể và xã hội. Chịu thay đổi rồi bạn sẽ nhận ra được những điều thú vị và mới mẻ đang mở ra trước mắt. Mộc khắc thổ khuyên con giáp này cũng nên chú ý đến gia đình của mình nhiều hơn. Dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên bẵng mất việc giúp đỡ gia đình. Dù chỉ là những hành động giúp đỡ nho nhỏ thôi cũng đủ khiến người nhà của bạn cảm thấy rất cảm động rồi. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có thể tăng lương thăng chức. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, quan hệ tốt với cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, đổi mới tư duy. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, tránh bảo thủ lạc hậu. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy giúp đỡ người nhà. Con số may mắn 2, 9. Giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, xanh rêu, quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Mão. Theo tử vi, thiên ấn khiến người tuổi Mão trở nên nhạy bén và linh hoạt hơn mọi người nhiều. Bạn có thể tận dụng khả năng của mình và việc lập những kế hoạch hoặc xác định mục tiêu cho tập thể vào thời gian tới. Chắc chắn ý kiến của bạn sẽ được mọi người ủng hộ. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nhạy cảm hơn với cảm xúc của mọi người. Với những ai không đồng quan điểm với mình, bạn đừng nên gạt họ ra ngoài cuộc thảo luận ngay lập tức. Lắng nghe họ nói, biết đâu bạn sẽ nhận được một quan điểm thú vị thì sao?
Mộc khắc thổ, quan hệ giữa bạn và anh chị em trong nhà không quá tốt. Đừng nghĩ rằng người trong nhà thì không cần giữ phép để ăn nói, thế nào với họ cũng được. Những lời nói của bạn có thể gây tổn thương sâu sắc cho những người thân thiết. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, nhạy bén, linh hoạt. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, thích hợp làm công việc lập kế hoạch. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, nhạy cảm hơn. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, hãy biết lắng nghe. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, đừng nên tổn thương người khác. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lam, xanh da trời, quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi tuổi Thìn, theo tử vi ngày 10 tháng 4 năm 2019, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trục trặc khi phải chịu sự ảnh hưởng của cục diện tương phá. Những công trình bạn dày công vun đắp lâu nay rất có thể sẽ bị tiểu nhân nhúng vào. Vì thế, hãy chú ý xung quanh hơn, đừng lơ là mọi việc. Đừng ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với người mà bạn tin tưởng. Có thể họ sẽ giúp bạn vạch ra những hướng xử lý công việc một cách đúng đắn. Nếu suy nghĩ gì cứ giữ trong lòng, bạn sẽ trở nên căng thẳng. Thương quan nhắc nhở mệnh chủ không nên đối đầu trực diện với những người lãnh đạo trong ngày hôm nay. Nếu bất đồng ý kiến xảy ra, hãy trao đổi thật nhẹ nhàng, bình tĩnh và đưa những ví dụ chứng minh xác thực. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, công việc trục trặc. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, gặp họa tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, tìm người trao đổi. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, không nên mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, chứng minh bằng hành động. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, thân, dậu, tí. Tử vi tuổi Tỵ, hỏa vượng, người tuổi Tỵ dễ rơi vào tình trạng nóng nảy, không nghe ai giải thích và luôn luôn lớn giọng gắt gỏng với mọi người. Nếu cứ giữ tình trạng này, sẽ chẳng còn ai muốn kết bạn với bạn nữa đâu. Theo tử vi 12 con giáp, kiếp tài giáng họa cũng yêu cầu con giáp này cần phân biệt rõ đâu là thứ thuộc về mình. Còn nếu không thuộc về mình thì tốt nhất bạn không nên nổi lòng tham và ham muốn chiếm đoạt. Hành động này sẽ khiến mọi người khinh thường và quay lưng lại với bạn. Hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra những quyết định lý trí hơn. Đừng vì lòng tham nhất thời mà thực hiện những hành động liều lĩnh. Đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên bất chấp tất cả vì ham cái lợi trước mắt. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, tính tình nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, hay gắt gỏng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, bản tính tham lam. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, biết kiềm chế bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, không ham lợi trước mắt. Con số may mắn 0, 2, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ dường như trở nên cực kỳ thiếu kiên nhẫn khi phải chịu tác động từ cục diện tương hại. Tính khí thất thường khiến mọi người xung quanh nhiều khi không biết phải làm thế nào thì bạn mới hài lòng. Mệnh chủ không nên thể hiện quan điểm của mình một cách quá thoải mái và bắt ép mọi người phải nghe theo. Ngoài kia có nhiều người tài giỏi hơn bạn. Vì thế, điều mà bạn cần phải học là giữ thái độ khiêm tốn và im lặng khi nào cần thiết. Hỏa sinh thổ, nhờ có bản tính hào phóng thường ngày mà con giáp này luôn có rất nhiều bạn bè vây xung quanh. Hãy nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm hơn, rồi bạn sẽ biết mình nên xử lý như thế nào khi gặp các tình huống khác nhau. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, thiếu kiên nhẫn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tính khí thất thường. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, thích thể hiện quan điểm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, nên khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, lắng nghe mọi người. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường hồng, cam, quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi Mùi, sử mùi tương hình, người tuổi Mùi trở nên tự tin quá mức và có phần hiếu thắng. Bản mệnh lúc nào cũng thích xông lên phía trước để thể hiện bản thân, thế nhưng kế hoạch lại không được như trong tưởng tượng của bạn. Mệnh chủ cũng rất dễ làm mất lòng người khác bởi cái thói nghĩ gì nói nấy của mình. Đa phần một lời góp ý chân thành, nhẹ nhàng sẽ có tác dụng hơn những lời chỉ trích, phê bình gay gắt hơn nhiều. Bởi rất có thể ngoài sự xấu hổ ra, người nghe sẽ chỉ cảm thấy sự tự trọng tổn thương.
Hỏa sinh thổ khác với hình ảnh ở ngoài xã hội, mỗi khi về đến nhà, bạn mệnh lại trở thành một người cha, người mẹ vô cùng chu đáo. Bạn chăm lo cho các thành viên từng ly từng tí và mong muốn họ có cuộc sống hạnh phúc nhất. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim dễ gây mất lòng. Tử vi tuổi Bình Mùi, Thủy tự tin quá mức. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa biết quan tâm tới gia đình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ suy nghĩ kỹ trước khi nói. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc gặp nhiều rắc rối. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ. Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, Lê Ngày Thốt nhận thấy chính tài báo hiệu hôm nay là một ngày khá sung túc đối với người tuổi Thân. Có thể khoản đầu tư mà bạn mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch, hoặc cũng có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng do công sức lao động của mình. Là người cần cù và tiết kiệm, bản mệnh chắc chắn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho tương lai. Nếu có ý định làm giàu, bạn đừng ngại đặt cho mình những mục tiêu có tính thử thách cao hơn mọi khi một chút. Tham vọng sẽ dẫn bạn tới thành công. Thổ sinh kim, mệnh chủ cũng là người đối xử chan hòa với tất cả mọi người. Vì thế, bạn có một mạng lưới xã giao rất rộng. Nhờ những mối quan hệ xã giao đó mà bạn cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ và gặp nhiều điều thuận lợi hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, tài chính sung túc. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, quan hệ rộng rãi. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, hãy tham vọng hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, được nhận tiền thưởng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, tính cách chan hòa. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường xám, trắng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tị. Tử vi tuổi Dậu. Theo tử vi 2019, nhờ có tam hợp mà người tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Những ý kiến bản mệnh đưa ra thường nhận được rất nhiều lời ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, bạn không nên giữ thái độ quá mức kiêu ngạo mà nên quan tâm đến mọi người hơn. Việc học hành thi cử của mệnh chủ cũng gặp nhiều điều thuận lợi. Nếu đang đứng trước một kỳ thi quan trọng, bạn hãy bình tĩnh ôn luyện cẩn thận và đi thi với một cách tự tin. Sự tự tin sẽ khiến bạn không gặp phải những sai sót đáng tiếc. Thổ sinh kim, quan hệ giữa bạn và nửa kia rất tốt đẹp. Sau khi kết thúc một ngày, hai người thường kể lại cho nhau những gì xảy ra trong ngày, rồi đôi bên cùng rút kinh nghiệm hoặc tìm biện pháp khắc phục. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy có tài lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa không nên kiêu ngạo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ gần gũi với mọi người hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc hãy tâm sự trao đổi. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim quan hệ vợ chồng hòa hợp. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Sửu, Tỵ, Thân. Tử vi tuổi Tuất, xem lịch vận niên 2019, Hỏa sinh thổ, người tuổi Tuất luôn có ý định trở thành người đáng tin cậy nhất trong mắt con cái. Bản mệnh luôn cố gắng để trở thành một người cha, người mẹ gương mẫu. Nếu các con có thể nhận ra được những ưu điểm của bạn và học tập theo thì thật là hay. Đối với cha mẹ của mình, mệnh chủ luôn cố hết sức để làm một người con hiếu thảo. Bạn biết rằng với người già, vật chất không hề quan trọng. Quan trọng nhất là tình cảm với con cháu trong nhà. Vì thế, mỗi khi có thời gian rảnh, bạn đều trở về nhà thăm cha mẹ. Tuy nhiên, sự tham vọng và hiếu thắng lại đem đến cho con giáp này không ít rắc rối. Khi đối diện với tương quan, bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết với mọi người. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa làm gương cho con cái. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ hiếu thảo với cha mẹ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc tránh tranh chấp với người ngoài. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim hiếu thắng, tham vọng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy cần giữ bình tĩnh. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Hợi, tiếp nối tử vi ngày 9 tháng 4 năm 2019, Thủy khắc hỏa, người tuổi Hợi cần chú ý đến những mối quan hệ xung quanh của mình. Không phải ai cũng tốt đẹp như bản mệnh tưởng tượng. Vì thế, không nên quá cả tin, tránh bị lừa một cách đáng tiếc. Bản mệnh và gia đình cũng dễ xảy ra tranh cãi hoặc xích mích trong ngày hôm nay. Dù nguyên nhân căng thẳng là gì thì bản mệnh cũng không nên kéo dài tình trạng này. Không khí nặng nề sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên trong gia đình.
May mắn, chính quan tạo điểm sáng trong công việc cho con giáp này. Với thái độ chính trực và tinh thần trách nhiệm cao, bạn rất hay được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Bạn không bao giờ phụ lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, xích mích với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, không nên quá cả tin. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, cần phải đề phòng tiểu nhân. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, được cấp trên tin tưởng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, có trách nhiệm trong công việc. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, mở sát cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Tí, Mão, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.